người dân không đóng vội xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Theo quảng cáo, xét nghiệm định lượng kháng thể để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là việc cần thiết. Những thông tin đó đã khiến một bộ phận người dân đổ xô đi tìm hiểu và đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, thì các chuyên gia đã cảnh báo người dân không nóng vội đi làm xét nghiệm này. Gia đình chị Kim Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Vì công việc phải tiếp xúc với nhiều người và thấy quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm, nên là chị đã tìm đến một cơ sở tư nhân để xét nghiệm. Kết quả của gia đình chị có 2 người không đủ kháng thể và 2 người có kháng thể cao. Đánh vào tâm lý của nhiều người muốn biết mình đã có kháng thể chưa sau khi tiêm vaccine. Một số trang mạng còn quảng cáo xét nghiệm này để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là việc cần thiết. Thậm chí nhiều nơi còn hạ giá khi xét nghiệm cho 2-3 người cùng nhóm và đến tận nhà để xét nghiệm. Các chuyên gia khẳng định, không có một quốc gia nào đề xuất xét nghiệm kháng thể khi triển khai tiêm vaccine diện rộng, mà chỉ làm để phục vụ trong công tác nghiên cứu và điều trị để đưa ra chiến lược toàn diện hơn. Hiện chưa có một nồng độ chuẩn nào trong xét nghiệm kháng thể được coi là ngưỡng bảo vệ, để bảo vệ chính mình là tiếp tục thực hành 5K và phòng dịch theo đúng quy định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.